25. Thập Nhị Thúc, Hào Cách cậu làm gì vậy? Thập Nhị Thúc, thật ra là ý gì đây? Trời ơi, thì Thúc cũng không biết chuyện này là sao nữa. Thúc không ngờ thằng nhóc đó dám chơi cả Thúc. Có khi nào huynh đệ Thúc học lại chơi con hay không? Coi còn nói cái gì kìa. Hôm qua đa nhĩ cổn còn ở đó thề thốt đủ điều mà. Nhưng thật không ngờ, tự nhiên hôm nay nó lại biến thành như vậy. Nè, nói thiệt nha, lúc nãy nếu không tại Đa Đạt ngăn cản Thúc, Thúc đã một đầu chém chết Hoàng Thái Cực rồi đó. Trời ơi, Thúc ơi, một cơ hội tốt như vậy mà lại bỏ lỡ. Trời ơi, Hào Cách nè, cô đừng có nản lòng. Còn có ý kiến nào khác hay hơn không? Chúng ta thử nghĩ cách khác coi sao. Thập Nhị Thúc, tạm thời chúng ta để yên đi. Con không muốn chết đâu. Nhớ kỹ, chuyện này tuyệt đối không được nói cho ai biết. Nếu không, con và Thúc đều tiêu mạng đó. Chuyện này có gì ghê gớm đâu chứ. Với lại nói không bằng chứng mà. Thập Nhị Thúc, coi như là con xin Thúc đi có được không? Được rồi, ai biểu quan hệ Thúc đều của chúng ta gần gũi như vậy chứ hả? Cái này gọi là ăn ý đó. Tốt, tốt, Thập Nhị Thúc, tuyệt đối đừng nói cho ai biết, nhớ đó. Yên tâm đi hả? Tốt. Tại sao người không hỏi chuyện lệnh bài trong buổi lễ nghi lúc đó? Tình hình khi đó có hỏi được không? Đa Nhi Cổn cũng đã giao Ngọc Tỷ ra rồi. Trong những chuyện như vậy, ta phải cân nhắc cho kỹ. Vì một Ngọc Tỷ, bản thân nó có thể trở thành chứng cứ đưa một người vào chỗ chết, nhưng nó cũng có thể là món đồ thể hiện lòng trung của một người. Dạ, thần cũng cho là Đa Nhi Cổn không hề có ý tạo phản. Khi ngươi sắp đặt, có sơ hở hay không? Không có. Trước khi nghênh đón Đa Nhi Cổn có tiếp xúc với người nào hay không? Không có. À, Phúc Tấn Nghệ hôm qua có tới doanh trại. Hả? Sau khi Phúc Tấn của Nghệ tới doanh trại la hét om sòm, ghen tuông ầm ĩ với đám nữ gia quyến sát cấp nhĩ đòi sống đòi chết. Lần này Đa Nhi Cổn gần như đem cả hậu cung của sát cấp nhĩ dọn về đây luôn rồi. Dạ, đàn bà mà ghen rồi thì rắc rối lắm, đúng là đáng sợ. Nghe nói hôm qua xém chút nữa thập tứ Phúc Tấn lật tung cả doanh trại lên, cưới người phụ nữ như vậy đúng là ác mộng. Tiểu Ngọc Nhi này đúng thật là ồn ào. Phải rồi, người đứng đầu Ý Hồng Quyển điều tra ra thân phận chưa? Đã điều tra rõ, Hy Nguyệt chính là Lục Châu. Lục Châu? Dạ, đây hẳn. Người phụ nữ này ba lần bốn lượt muốn hành thích người, nếu không mau chóng tiêu diệt ả ta, ắt sẽ thành quả lớn. Tiêu chức vô dụng, tội đáng muôn chết. Đứng lên. Người phụ nữ này vô cùng nguy hiểm, người đó phụ trách an toàn Dương Cung. Tế Nhi Cáp Lãng, chuyện này ta giao cho người xử lý. Dạ. Đại hãn, còn chuyện lệnh bài hay là người hỏi cho rõ ràng đi. Nếu như chuyện này không liên quan gì tới Đa Nhĩ Cổn, vậy thì tốt nhất cứ để trong lòng cũng không nên. Đúng vậy, ta cũng mong sao đây chỉ là hiểu lầm thôi. Đa Nhĩ Cổn, thật ra thì ngươi che giấu ta bao nhiêu chuyện đi? Bắt đầu. Đa Nhĩ Cổn, đệ cứ làm cho ta lo lắng cho đệ. Đa tạ bác tẩu quan tâm. Đại hãn tìm đệ. Đi đi. Dạ.
Đại Hãn. Tới rồi hả? Không biết Đại Hãn tìm thần có chuyện gì. Tấm linh bài này ngươi có nhận ra không? Linh bài này quả thật là của thần, nhưng sao nó lại ở trong tay Đại Hãn? Ta còn muốn hỏi người đó, tại sao lệnh bài của Bối Lạc Gia lại xuất hiện ở chốn trêu hoa ghẹo nguyệt chứ? Đa Nhĩ Cổn còn chưa hiểu ý của Đại Hãn. Chẳng lẽ ngươi không biết người đứng đầu Ý Hồng Quyển chính là Lục Châu sao? Người nói đi. Đa Nhĩ Cổn, quả thật là có tới Ý Hồng Quyển gặp mặt Lục Châu một lần. Mới gặp một lần đã để lệnh bài ở chỗ cô ta là sao? Lệnh bài này đã mất trước đó. Có lẽ là do năm đó thần bị thương ở Liêu Đông, Lục Châu cứu thần rồi lấy luôn lệnh bài. Thù nước hận nhà không thể nào quên. Một khi tim vẫn còn đập thì thù hận sẽ không bao giờ tắt. Thật ra thì ngươi đang giấu ta chuyện gì? Đa Nhĩ Cổn không dám. Ngươi không muốn nói có phải không? Hay là vốn dĩ ngươi không thể nói gì hết? Đa Nhĩ Cổn, thật ra chuyện này là như thế nào? Cho dù ra sao, ta cũng không thể giao Lục Châu ra, không thể bán đứng cô ấy. Không được, tuyệt đối không được. Xem ra thì ngươi thật sự có chuyện giấu giếm ta. Đại Hãn, ngươi nói cho thần biết đi, Lục Châu cô ấy sao rồi? Ngươi còn lo cho cô ta à? Lục Châu, cô ấy là ân nhân cứu mạng của thần. Cô ta cũng chính là kẻ định hành thích ta với Ngọc Nhi. Đại Hãn, thần đã khuyên cô ta rồi, nhưng mà lúc đó tại sao ngươi không giao cô ta ra? Chẳng phải Đại Hãn vẫn luôn nhấn mạnh phải khoan dung người Hán sao? Cô ấy lại có ân cứu mạng thần, tại sao thần có thể làm chuyện vong ân phụ nghĩa được? Nhưng mà cô ta muốn giết ta, ngươi vẫn tha cho cô ta hay sao? Thần, xem ra chuyện gì ngươi cũng biết hết. Đa Nhĩ Cổn, thật ra ngươi còn giấu ta bao nhiêu chuyện nữa đây? Lục Châu quả thật là vẫn còn canh cánh trong lòng. Chuyện năm đó Đại Hãn đã đồ sát cả thành Tích Mộc, nhưng thần đã cố hết sức ngăn cản. Người là bác ca của thần, là Đại Hãn của thần, thần tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ ai làm chuyện tổn hại tới người. Bao che Lục Châu, Đa Nhĩ Cổn tội không thể tha. Thần không muốn giải bày cho bản thân. Vì tình về lý, thần nên sớm vạch trần quấy. Nhưng vì tình về nghĩa, thần là đàn ông, thần không thể làm như vậy. Sau đó Lục Châu không từ mà biện. Cũng từ đó thần không biết tin tức của cô ấy. Mãi tới 2 tháng trước tìm được cô ấy ở Ý Hồng Quyện. Cô ấy đã vào chốn phong trần. Đại Hãn, những gì cần phải nói thần đã nói hết rồi. Nhưng mà trước đó 3 ngày, người tên Lục Châu cũng chính là ân nhân cứu mạng của người, xém chút nữa đâm ta như chọc tổ ông. Hả? Đa Nhĩ Cổn, nhìn thẳng vào ta, nói thật ra ngươi và Thu Diệp Hội có quan hệ gì chứ? Thu Diệp Hội? Ngươi còn giả bộ không biết nữa hả? Đại Hãn, thần thật sự là không biết. Tổ chức thích sát do nhà Minh phái đi, Thu Diệp Hội, mục tiêu hành động chính là ta. Ngươi vui lắm có phải không? Đa Nhĩ Cổn không dám. Không dám à? Ngươi có muốn giết ta hay không? Ngươi nói cái gì? Đa Nhĩ Cổn, ngươi có muốn giết ta hay không? Đại Hãn, Đa Nhĩ Cổn vẫn luôn hết lòng trung thành với người, tại sao thần lại có suy nghĩ như vậy được?
Nếu ngươi đã muốn giết ta, ta cho ngươi cơ hội. Có điều ta thích làm theo cách rõ ràng một chút. Ta không thích có người ở sau lưng ta dở trò. Đại hẳn, Đại Nhị Cổn trước giờ theo người giàu sinh ra tử, thần đối với người ra sao người hiểu rõ mà. Tại sao chỉ vì một tấm linh bài và lục châu, người lại nghi ngờ thần như vậy, tức giận thần như vậy? Không phải ta muốn nghi ngờ ngươi, cũng không phải ta muốn tức giận ngươi, nhưng mà thật tình ta đang cảm thấy rất kinh sợ. Đại Nhị Cổn, để là huynh đệ mà ta thương yêu nhất, là người mà ta xem trọng nhất, ta đem tất cả tình cảm, tâm huyết, sinh lực dồn hết vào nước kim này, dành giang sơn này về cho phủ hãn. Ta mong là đệ sẽ ủng hộ cho ta, phò tá ta. Vào những lúc tâm sức của ta suy sụp, đệ sẽ dìu ta. Những lúc ta hoang mang lưỡng lự, đệ sẽ đỡ cho ta. Đệ có biết rằng một mình ta chống đỡ cho giang sơn nhà Kim khó khăn lắm hay không? Để có biết ta đã gửi cho Đa Dĩ Cổn để biết bao nhiêu là kỳ vọng hay không? Đa Dĩ Cổn biết, nhưng mà để có biết là hiện giờ ta đang cảm thấy rất đau lòng. Hả? Để lại đi chung với kẻ đứng đầu của tổ chức muốn hành thích ta, để biểu ta phải làm sao tính để đây. Nói đi. Nhị Cổn, người muốn làm gì? Đừng mơ! Đại Nhị Cổn, Đại Nhị Cổn chỉ biết lấy máu để chứng minh sự trong sạch của mình. Đại Nhị Cổn, Đại Nhị Cổn, tại sao đệ phải làm như vậy? Hai nàng vào đây làm gì hả? Người còn hỏi tụi thiếp vào đây làm gì sao? Thì ra người kêu Đại Nhị Cổn tới chính là muốn lớn tiếng hỏi tội đệ ấy. Đại Hẳn, Đại Nhị Cổn là đệ đệ của người, cũng đã cùng người vào sinh ra tử, người lại tin lời bậy bạ của ai đó, cứ phải đẩy đệ ấy vào chỗ chết sao? Chỉ một tấm lệnh bài thôi mà. Nếu như Đại Nhị Cổn thực sự có mưu đồ tạo phản gì đó, vì để ấy để lại chứng cứ này để làm gì? Không biết kẻ loạn thần tặc tử nào cố ý ly gián mối quan hệ giữa huynh đệ hai người. Đại Hãn, lời Trác Phúc Tấn nói rất phải, một tấm lệnh bài quả thật không thể nói lên được điều gì. Theo thần thấy, thập tứ bối lạc là một lòng một dạ với người. Tên Tế Nghĩa Cáp Lãng này quả là giỏi tát nước theo mưa mà. Sợ như vậy chứ? Đa Nhĩ Cổn đã nợ Lục Châu một mạng người,
thần cũng đã nợ đại hãn một mạng người. Điều là lỗi của Đa Nhĩ Cổn. Để chỉ cần nói rõ ràng mọi chuyện, phân rõ lập trường quan hệ với Lục Châu, vậy là được rồi kia mà. Đại hãn, trung nghĩa khó dẹn đôi đường. Đa Nhĩ Cổn chỉ đành làm vậy để tỏ sự trong sạch, thể hiện lòng trung. Thập tứ đệ, hãy nhớ, chúng ta là huynh đệ của nhau, có quan hệ quyết thống. Lúc này ta ép đệ như vậy chính là vì ta quá xem trọng đệ, đề cao đệ. Đệ nhất định phải tha thứ cho sự ghen ghét và phẫn nộ này của ta. Đa Nhĩ Cổn hiểu rõ. Ngọc Nhi, cũng đã 9 năm rồi, sao trong lòng con vẫn không thể buông bỏ Đa Nhĩ Cổn? Tại sao vậy? Đa Nhĩ Cổn đã trung thành đủ rồi, vậy mà đại hãn vẫn không tin huynh ấy. Ngọc Nhi, chuyện này cũng không thể trách đại hãn. Đứng vào vị trí của người, không thể có một chút sơ suất nào. Phạm tiên sinh, hôm nay gọi ông tới là có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với mọi người. Hôm nay hai người nghĩ được gì cứ nói đó, đừng sợ trách tội. Dạ, hai người cũng thấy rồi đó, Ngọc tỷ truyền quốc là có thật. Đại hãn là chân mệnh thiên tử, như nay đã có được Ngọc tỷ truyền quốc, theo lẽ nên sớm lên ngôi hoàng đế. Nhưng mà các đại thần đã khuyên can rất là nhiều lần, tại sao người vẫn chần chừ không quyết chứ? Cho ta đang nghĩ. Chuyện đặt quốc hiệu và niên hiệu. Quốc hiệu chẳng phải Đại Kim sao? Niên hiệu dễ mà, đổi một cái là được rồi. Sau này nước Kim ta sẽ thay thế nhà Minh làm chủ Trung Nguyên. Nếu để quốc hiệu Đại Kim, sẽ có rất nhiều người không ưa thích. Đại hãn nói chi phải? Thay thế nhà Minh làm chủ Trung Nguyên. Ngọc Nhi, nàng có ý kiến gì không? Trong kinh thi Chu Tụng Duy Thanh viết: Duy Thanh Tập Hy Văn Dương Chi Điển. Thanh có nghĩa là thanh minh, hy cũng là quang minh, hai chữ này đều mang ý nghĩa là minh. Nếu là quốc hiệu nhà Thanh thì sao? Quốc hiệu nhà Thanh à? Nhà Thanh hay lắm. Trời ơi, Trác Phúc Tấn quả nhiên thông minh mà, Phạm Mổ vô cùng khâm phục. Thanh minh, thanh minh. Thanh tức minh, lấy thanh thai minh là hợp lý lẽ rồi. Như vậy ba tánh cũng sẽ vui vẻ chấp nhận thôi. Nhà Thanh à, nhà Thanh à, nhà Thanh à. Được, vậy thì cứ chọn tên này đi. Ngọc Nhi à, một câu nói của nàng giải quyết xong vướng mắc mấy ngày nay của ta. Thần chúc mừng hoàng thượng trở thành hoàng đế sáng lập của nhà Thanh ta. Được rồi, được rồi, ta còn chưa xưng đế kia mà. Hả? Phạm tiên sinh, đứng dậy, đứng dậy. Quốc hiệu thì có rồi, vậy còn niên hiệu? Hoàng đế của nhà Minh niên hiệu là Sùng Trinh, vậy hoàng thượng phải là Sùng. Có rồi, gọi là Sùng Đức đi. Hắn tôn sùng điềm mây, ta tôn sùng đạo đức, lấy đức phục nhân. Lấy đức phục nhân hay, tuyệt diệu lắm. Người Hán xưa nay không sợ chết, nhưng chịu ảnh hưởng đạo đức nho gia sâu sắc. Nhà Thanh nếu như có thể lấy đức trị nước, tin rằng sẽ mau chóng giành được lòng dân thiên hạ. Tháng 5 âm lịch năm 1636, Hoàng Thế Cực xưng đế, định quốc hiệu nhà Thanh, cải nguyên Sùng Đức. Thần Hoàng Thế Cực,
nay tuyên cáo cùng Hoàng Thiên hậu thủ. Từ khi kế vị đến nay, thức khuya dậy sớm, cần cù chăm chỉ. Nay đã 10 năm. Cũng may nhờ tổ tiên phù hộ, gây dựng cơ nghiệp tổ phụ, có thể thống nhất Mông Cổ, lại còn nhận được ngọc tỷ, được thiên mệnh. Nay, trong ngoài thần dân thúc giục, thần từ chối không được, đành lên ngôi thiên tử, đặt quốc hiệu nhà Thanh, cải nguyên Sùng Đức. Chúng thần kính dâng ngự dụng chi bảo, thánh thượng trang cơ là nguyện vọng toàn dân làm theo thiên mệnh. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Từ khi tiên đế lấy 13 bộ giáp sắt khởi binh, đổ máu chinh chiến, tới nay an bang khai quốc đăng đẳng 53 năm. Trẫm kế thừa ý chí của tiên đế, đông chinh tây phạt, toàn nhờ các vị gian khổ góp sức lớn lao mới gây dựng nên cơ nghiệp hôm nay của nhà Thanh. Hiện giờ Mãn, Mông, Hán các tộc cùng chung một nhà, cho thấy nhà Thanh ta lập nước tạm ổn. Trẫm sẽ không phụ sự kỳ vọng, chăm lo việc nước, quan tâm thiên hạ, ân trạch bá tánh. Cũng hy vọng chúng khanh cùng trẫm đồng lòng hiệp sức, chung lưng đấu cật, chấn hưng cơ nghiệp xã tắc, tạo ra càn khôn thịnh thế. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn tuế. Chúng ấy khanh bình thân. Ta là hoàng thượng. Cha, nhìn xem lại đây, vừa được sắc phong hòa thạc duệ thân dương, hai chúng ta từng đánh nhau quyết liệt, vậy mà chớp mắt một cái đã thành người một nhà rồi. Trên đời này không có ai là kẻ địch mãi mãi. Vậy sao? Ê, Duệ Thân Dương, tay của ngài bị sao vậy? Gần đây đâu có đánh trận nào. Đương đương Duệ Thân Dương mà sao tay lại bị thương vậy? Cách Triết, ngươi đừng đứng đây nói nhảm. Chỗ nào mát thì chạy qua chỗ đó đi. Sao cấp nhĩ Thân Dương ngài mới tới Thịnh Kinh không lâu, có
còn rất nhiều nơi vẫn chưa thông thuộc lắm. Ta còn có chuyện, xin được đi trước. Trời ơi, đệ tử cắt vào tay của mình đổi lại được quà thạc vệ thân dương. Vụ mua bán này cũng được lắm. Huynh tới chọc ghẹo đệ có đúng không? Ê, sao huynh lại tới chọc ghẹo đệ làm gì? Huynh tới để xem đệ đệ của huynh thăng quan tiến chức mà. Ê trời, Đa Nhĩ Cổn mà, hối hận không? Đệ hối hận cái gì? Hối hận cái gì? Hối hận lúc đó đệ không tạo phản hả? Nếu như hôm đó lúc ở Phụng Nghi Đình đệ binh biến, vậy thì hôm nay người ngồi trên chiếc ghế trồng đó là đệ rồi. Sao hả? Đệ không tin sao? Đa Nhĩ Cổn, sao đệ thiếu tự tin quá vậy? Đệ có biết đó là cơ hội hiếm có ngàn năm có một hay không vậy? Để đệ bắt hắn, vậy mà đệ lại bỏ chạy mất. Con người có số, nghe theo số trời đi. Số trời? Đa Nhĩ Cổn, đệ nhìn đệ đi, một tấm lòng trung đổi được cái gì? Đệ thật lòng cho rằng quan thế cực tin tưởng đệ, xem trọng đệ sao hả? Đệ có biết không, hắn chỉ đang lợi dụng đệ thôi. Lợi dụng đệ lật đổ tam đại bối lạc, lợi dụng đệ thực hiện thống nhất vương quyền, lợi dụng đệ hắn mới có thể lên ngồi chiếc ghế ở Sùng Chính Điện. Đa Nhĩ Cổn, không lẽ đệ thật sự cho rằng nếu đệ toàn tâm toàn sức lấy lòng hắn thì đệ có thể kê cao gối ngủ? Lúc đầu đệ đã nói huynh cái gì hả? Ngây thơ. Bây giờ xem đi, thật ra ai mới ngây thơ hơn đây? Hoàng thượng Cát Tường. Cái gì mà ngây người ra, để hồn đổ đâu vậy? Thiếp đang nhìn qua tay trên ngón tay. Hoàng thượng, người già hay thường nói, một qua nghèo, hai qua giàu, ba qua bốn qua mở cửa tiệm. Người có tay của thường thiếp, một qua tay cũng không có, vậy là sao chứ? Coi cái này làm gì? Nàng được gả cho đương kim hoàng thượng còn thiếu cái gì? Nghe Tri Triết nói, khoảng thời gian này sắc mặt nàng nhợt nhạt, gần đây cả cơm cũng không nuốt nổi, nàng sao vậy? Chắc tại thời tiết thay đổi, căn bệnh cũ của thiếp lại tái phát. Còn không bao tìm thấy y tới khám. Có phải nàng đang ghen, trách trẫm lâu quá không tới chỗ của nàng không? Thiếp đâu có đâu. Gần đây quốc sự bận rộn, nhiều chuyện cần phải lo, cho nên trẫm ít quan tâm tới nàng, đừng có để trong lòng. Thiếp đâu có đâu, hoàng thượng ngài lo nhiều chuyện, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có, nguyên cả nhà Thanh đều trông vào người hết. Người hiểu trẫm nhất còn không phải Ngọc Nhi nàng sao? Nàng thấy trẫm hôm nay quy phong lẫm liệt, đăng cơ xương đế, nhưng thật ra trẫm rất mệt. Trẫm mệt mỏi vô cùng. Thiếp biết chứ, gánh nặng của hoàng thượng không hề dễ dàng. Mãn, Mông, Hán, hậu duệ hoàng thân của ba tộc, còn có Dương Công đại thần đang chờ hoàng thượng tới giải quyết, không thể có sơ sót.
cũng không thể biểu hiện qua loa được, khó vô cùng. Còn nữa, hai năm nay nhà Thanh tuy là chinh chiến thuận lợi, rất có uy danh về mặt quân sự, nhưng thiên tai đói kém không dứt, kinh tế gặp khó khăn. Nhà Thanh vốn là chính quyền ở trên lưng ngựa, lấy chinh chiến cướp bóc làm công, nuôi sống một nhóm người anh dũng thì không sao, nhưng nay đã lập nên nhà Thanh, không thể lấy anh dũng trị thiên hạ nữa, buộc phải thay đổi cách cơ bản để có được lợi ích. Phải đem kinh tế di chuyển xuống mặt đất mới có thể ổn định lâu dài. Đây là cách chuyển biến chủ yếu. Chuyển biến được rồi, cơ nghiệp nhà Thanh sẽ được vững chắc lâu dài. Nhưng bước chuyển biến này sẽ rất khó, trông cậy vào một mình hoàng thượng chèo chống. Hoàng thượng muốn vậy thì phải đưa các bộ lạc khát máu cùng nhau bước lên con đường văn minh của nghi lễ an bang. Ngày hè nóng nực mà kêu người đang ở trần mặc quần áo vào, lại còn quần áo chỉnh tề, chắc chắn sẽ khó hơn là kêu người đang mặc áo bông giữ ấm cởi áo bông ra trong ngày đông. Hoàng thượng vẫn còn nhớ ví dụ này sao? Dĩ nhiên còn nhớ. Lời nàng nói như là nói trúng tim đen, vô cùng thông minh, không ai sánh bằng. Nàng đó cứ y như con sâu trong bụng của trẫm vậy, không chỉ là sủng phi, còn là tri kỷ của trẫm. Hoàng thượng, chuyện trong triều ngoài triều, thế lực các lộ rối rắm phức tạp đang chéo chung với nhau. Lúc trước người chỉ đánh một ván cờ nhỏ, nếu đánh sai cùng lắm thì bỏ đi đánh lại, nhưng bây giờ là một ván cờ lớn, không có cơ hội bỏ đi đánh lại. Người phải là cao thủ thái cực, suy tính cho toàn cục. Cũng may là có nàng ở bên cạnh trẫm, mới khiến trẫm không còn thấy cô độc. Trong khi cả triều đình đều đang chúc tụng, chỉ có nàng và ta là còn tỉnh táo. Ván cờ này càng lớn, gánh nặng sẽ càng nhiều, cũng có nghĩa là trách nhiệm càng nhiều hơn. Hoàng thượng, người không phải là người nhàn nhã, người sẽ gánh nổi gánh nặng này hả? Vả lại quan ngoại vẫn còn gánh nặng đang chờ người lo, bây giờ chỉ có một gánh nhỏ thôi. Nàng đó không biết nói lời an ủi một chút nào, cho dù là lúc này đây nàng đang nịnh trẫm, nhưng vẫn tạo áp lực cho trẫm đó. Ông trời hả, đã chọn trúng người rồi nên sẽ giao trọng trách cho người. Con gái khiến cha thất vọng rồi, không thể giết chết kẻ thù. Diệp Thu Hội cũng đã bị tiêu diệt, kẻ thù xưng đế, quốc hiệu nhà Thanh, niên hiệu Sùng Đức. Cha, cha nói con phải làm sao đi? Cha, thực tình con không muốn sống tiếp nữa, xin hãy để con tới bên cha. Quan Thế Cực phái các người tới đây sao? Chờ ngươi lâu lắm rồi, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện. Hôm nay ngươi đừng hòng trốn thoát được. Dựa vào các ngươi. Lên. Đi. Đừng đuổi nữa. Đuổi hướng nào đây? Hãy mau kiểm tra xem.
là kẻ nào dám tới cứu Khổng Phạm. Dạ. Dạ. Cái này là lệnh bài của thị vệ trong cung mà. Thật ra thì hắn là kẻ nào? Buông ta ra! Buông ta ra! Tự ra ngươi là ai? Là ngươi? Chỗ này không tiện ở lâu, cô hãy mau đi khỏi đi. Ngươi là tâm phúc của Hoàng Thái Cực, tại sao lại cứu ta? Nói, thật ra ngươi có ý đồ gì? Lục Châu cô nương, xin đừng manh động. Ta không thể để cô giết hoàng thượng, nhưng ta cũng không muốn cô có chuyện gì. Ngươi tưởng là ta sẽ tin những lời mê hoặc của ngươi? Vậy thì cô cũng phải tin sự thật chứ. Tôi và Duệ Thân Dương là bằng hữu. Đa Nhĩ Cũng, tên hèn nhát đó, ta hận không thể giết hắn. Thường nghe nói, yêu càng nhiều, hận càng sâu. Người nói bậy gì đó? Được rồi, Lục Châu cô nương, đừng nói nhiều nữa. Nhà Minh khí số đã tận, nhà Thanh thay thế nhà Minh, đây chỉ là vấn đề thời gian thôi. Cô hãy tìm nơi nào đó sống ẩn cư đi, đừng nghĩ tới báo thù nữa. Chỉ cần ta vẫn còn một hơi thở, ta tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Cô có biết khi nãy là ai muốn bắt cô không? Trịnh Thân Dương tế nhị cấp lại, hắn là một người không đạt mục đích thì không bỏ cuộc. Cũng may mấy hôm nay ta vẫn luôn theo dõi hắn, nếu không trước giờ ta chưa bao giờ nghĩ ta có thể sống lâu. Sao cô phải khổ sở vậy? Chết rồi, lệnh bài của ta mất rồi, ta mau chóng hồi cung thôi. Là ta liên lụy huynh, hãy mau đi đi. Lục Châu cô nương, nghe ta khuyên một câu, mau rời khỏi Thịnh Kinh đi. Thật ra Đa Nhĩ Cổn cũng không muốn cô gặp chuyện đâu. Lục Cách, còn chuyện gì? Có thể báo cho Đa Nhĩ Cổn một tiếng, ta muốn gặp huynh ấy một lần không? Được rồi, ba ngày sau đại pháp tử, nhất định phải cẩn thận. Thần tế nhị cấp lãng tham kiến hoàng thượng. Miễn lễ. Tối về rồi còn có chuyện gì? Hoàng thượng, người có nhận ra lệnh bài này không? Đây là lệnh bài của thị vệ trong cung, tại sao không lại có? Hoàng thượng, sáng nay thần ở trước mộ của thạch tượng sắp xếp tay mắt, không ngoài dự đoán tối nay phản tặc Lục Châu đã xuất hiện ở đó, thần dẫn người đi bắt. Thật đáng tiếc có một cao thủ đột ngột tới cứu quả. Khanh muốn nói đây là tấm lệnh bài do cao thủ đó làm rớt ra. Hoàng thượng anh minh. Người đâu? Hoàng thượng. Đi, kêu Lông Cách tới đây. Dạ. Hoàng thượng, võ công thị vệ trong cung có thể cao hơn thần, e là chỉ có mình. Khanh muốn nói Lông Cách. Thần không dám suy đoán lung tung. Không thể nào, Lông Cách theo trẫm hơn 10 năm, xưa nay một lòng trung thành, sao lại phản bội trẫm chứ? Thần cũng nghĩ là không thể nào, nhưng tấm lệnh bài này chắc Khanh đánh giá quá cao võ công của mình thôi. Dạ, thần vô dụng. Đợi Lông Cách tới, hỏi là biết ngay. Khởi bẩm hoàng thượng, không thấy Lông Cách đâu. Cái gì? Hoàng thượng, hãy mau đi tìm, tìm không được người, đem đầu tới đây gặp trẫm. Dạ. Lông Cách tới. Quan thượng, người tìm thần. Lùi xuống trước đi. Lông Cách, Khanh đã đi đâu? Chập tối thuộc hạ đi tuần qua viên, thì gặp Trác Phúc Tấn và Tô Mặc Nhi đi tới lãnh cung. Từ trước lo lắng an toàn của Trác Phúc Tấn nên đã đi chung với hai người họ. Sau đó khi đang trên đường quay về, nghe nói hoàng thượng triệu kiến. Nếu hoàng thượng chờ lâu, Từ chức tội đáng muôn chết.
Ngọc Nhi tới lãnh cung để làm gì? Ngọc Nhi tham kiến hoàng thượng. Trịnh Thân Dương cũng ở đây. À, tham kiến Trắc Phúc Tấn. Ngọc Nhi, nàng tới đây làm gì? Xin hoàng thượng thứ tội. Hôm nay là ngày tốt, hoàng thượng làm lễ đăng cơ, Ngọc Nhi vui mừng nên đi tản bộ cùng với Tô Mạc Nhi ở Ngự Hoa Viên. Đi mãi bất giác đi tới chỗ lãnh cung, nghĩ tới trước đây những ngày tháng ở lãnh cung, cảm thấy bùi ngùi vô cùng. Đúng lúc gặp được Long Cách, thiếp liền kêu hắn đi chung với tụi thiếp vào trong đó. Tới lúc vừa quay ra thì nghe nói hoàng thượng muốn triệu kiến Long Cách. Chẳng hay là vì chuyện gì vậy? Một ngày vui như hôm nay nàng chạy tới lãnh cung để làm gì? Nói như vậy, tối hôm nay Long Cách vẫn luôn đi theo nàng tới lãnh cung à? Đúng vậy, nếu không có hắn, thật tình Ngọc Nhi sẽ không dám tự tiện bước vào. Long Cách khanh cũng thật là Trắc Phúc Tấn ương bướng, khanh còn dung túng cho nàng ấy. Hoàng thượng giáo huấn rất phải. Hoàng thượng, người đừng trách hắn, cũng tại thiếp kéo hắn vào trong. Long Cách, lệnh bài của khanh đâu? Lệnh bài? Mấy ngày trước dây cột bị đứt, thì trước lại không biết mai, nên chỉ đành đem cất nó vào tay áo thôi. Đừng có làm mất nữa. Dạ. Hoàng thượng, người kêu Long Cách tới đây là vì muốn kiểm tra lệnh bài còn hay mất sao? Long Cách, tối nay có người tới cứu thích khách Lục Châu, đánh rơi tấm lệnh bài này. Ngài là thị vệ trưởng trong cung, chắc ngài biết đây là lệnh bài của ai chứ? Lục Châu chính là cô gái trước đây nhiều lần hành thích ta và hoàng thượng. Trịnh Thân Dương, ngài để cô ta chạy thoát sao? Trắc Phúc Tấn thứ tội, thần vô dụng.